Hello, xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quyền Group nha. Hôm nay thì Richard sẽ làm cái video tuần cho mọi người tham khảo giao dịch trong cái tuần tới. Tuần tới thì có một cái sự rất là đặc biệt ở đây là chúng ta rơi vào cái chu kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán đúng không ạ? Nhưng mà thị trường phương Tây thì và thị trường chứng khoán hay FX thì nó vẫn chạy giao dịch bình thường. Cho nên là cái video này thì vẫn như thường lệ thôi, mình sẽ làm và định hướng cho mọi người tham khảo để chúng ta giao dịch sang cái tuần sau đặc biệt là tuần sau thì đương nhiên là nó rơi về chủ kỳ nghỉ lễ Tết cho nên là nếu như có ai có thời gian rảnh và có khi lại chúng ta lại uh, tranh thủ quay trở lại với cái thị trường và nghiên cứu thị trường nó tốt hơn nữa, đặc biệt là định hướng cho cái năm 2023 đúng không ạ? Uh chuẩn bị cho cái thời khắc giao thừa sang năm mới rồi. Hôm nay là ngày thứ mươi 21 tháng 1 năm 2023. Cũng là cái ngày cuối cùng của năm 2022 theo lịch Tết uh, ở theo lịch âm lịch. Thì lời đầu tiên Richard muốn gửi lời tới tất cả quý vị anh chị là những cái người đang xem kênh YouTube cũng như là đăng ký kênh YouTube rồi. Một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. À, quay trở lại với cái mục điểm tin tức cũng như là phân tích nhận định thị trường cho tàu cho cái đầu tuần là tới thì mọi người thấy rằng sang tuần tới ấy, thì chúng ta lưu ý rằng là cũng khá là nhiều Có cái tin mạnh ấy, tin đỏ tác động lên thị trường đấy à, thực sự là nếu như mà các bạn là những cái người mà không còn lệnh thì không sao nhưng mà nếu mà chúng ta còn lệnh hoặc đánh giữ chung với dài hạn thì chúng ta quan tâm đến thị trường và đặc biệt là cái tin tức vào tuần sau nhé tin tức vào tuần sau thì có hai nguồn tin mà mọi người lưu ý chính thứ nhất đó là lãi suất liên quan đến đồng Canada và thứ hai là tin về cái báo cáo GDP của đồng đô la Mỹ. Đây là một cái tin báo cáo liên quan đến nền kinh tế và chúng ta được uh, có thể đánh giá được rằng là cái cái uh, sức khỏe của nền kinh tế Mỹ trong cái uh, tháng đầu năm, năm 2023 là như thế nào. cái báo cáo GDP uh, vào ngày 26 tháng 1, tức là 8 rưỡi ngày 26 tháng 1. Ngày thứ năm á. Còn đương nhiên là ngày thứ tư thì chúng ta là cái lãi suất của đồng Canada là cái chúng ta lưu tâm nhất rồi. À, trước đó thì có cái chỉ số CPI của đồng New Zealand và đồng AUD là cũng như là những cái tin mà mọi người lưu ý nếu như chúng ta có giao dịch những cái cặp tiền liên quan đến AUD hoặc New Zealand nhé. Đó đấy là những cái tin chính vào tuần sau mà mọi người lưu tâm nhất đúng không? Chúng ta quan tâm những cái lãi suất của đồng Canada này hay là báo cáo GDP của đồng đô la Mỹ đấy là theo Richard thì đấy là những cái nguồn tin chính mà Richard sẽ quan tâm và nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới những cái cặp tiền liên quan. Đó. Bây giờ thì uh, đấy chắc sẽ quay trở sang cái biểu đồ phân tích kỹ thuật để xem sang tuần sau chúng ta giao dịch như thế nào. Đặc biệt là thị trường á, vừa rồi đây chúng ta thấy là uh, ví dụ như với vàng và coi đi, với vàng nhá, với vàng đầu tiên. Chúng ta thấy đấy là cái phiên cuối tuần thì mình có nhận định cho mọi người là khi vàng nó đẩy đỉnh mà nó lại không break nó đi tiếp đi mạnh mà nó có cái sự sideways và nó đúng là nó test quay trở lại cái vùng 20 thật. Đó, đúng là nó test quay trở lại cái vùng 20. Cho nên là sang tuần sau nhá, nếu như cái sự đầy đỉnh này nó không có mạnh mẽ và không có những cái phiên gáp đầu tuần vào ngày thứ hai ấy thì rất có thể vàng nó lại rơi vào một cái chu kỳ gì sideways và điều chỉnh giảm nhá yeah. bởi vì sao cái tín hiệu lẽ ra break thì nó phải tăng mạnh nhưng đây là cái volume cũng như là cái lực mua nó khá là yếu cho nên là nó chưa có sự bứt phá mạnh mẽ bởi vì từ cái biên độ gì 1928 mà nó bách cao nhất lên được là gì ạ 1937 thôi thì chưa có thể nói lên cái điều gì với cái lực tăng breakout như thế được cho nên là rất là có thể nó sẽ quay trở lại các cái vùng hỗ trợ à, gần nhất như là các cái vùng giá như là 1915 hoặc là sâu hơn nữa là vùng 1900. Đó, chúng ta trước đây thì Richard cũng livestream cũng như là làm rất nhiều các cái video mà liên quan đến cái tín hiệu break và nó tín hiệu tăng không có mạnh này rồi. Và đúng là nó quay trở lại điều chỉnh đúng không ạ? Cho nên là sau tuần sau thì mọi người lưu ý đối với sản và phẩm vàng. Cơ hội chúng ta đối với vàng là cứ giảm mạnh và giảm sâu thì chúng ta gom mua lại cái này. Richard làm rất nhiều video và nói rất rõ với mọi người rồi khi vàng giảm nó là tôi có mua chứ chúng ta thì bán thì cũng tất cả những cái lệnh bán của chúng ta nó chỉ là scalping và chốt lời trong ngắn hạn thôi đấy là cái phản ứng tâm lý của thị trường đương nhiên là dù scalping hay là đánh day trading trong ngày nhưng nữa chúng ta đều có thử đều có thể có được những cái target và có những cái lợi nhuận tuy nhiên thì chúng ta có biết nắm bắt cái cơ hội đấy hay không thôi nhé Đấy, sang tuần sau đối với vàng thì cơ hội đối với chung và dài hạn chúng ta vẫn là gom mua nhưng trong ngắn hạn nó có thể có những nhịp sóng điều chỉnh mà chúng ta có thể gì à? đánh scalping và follow theo là có thể bán xuống được cái biên độ vùng đỉnh mà mình đang nhìn thấy mà những cái cây nến rút dâu tạo cái tín hiệu fail break right. tiếp theo đó là cái cây nến mà tạo ra cái vùng giá đỉnh giá như là 1938 á đó, 37 chỉ 37 thì đấy là những cái vùng giá mà có thể là những cái vùng kháng cự rất là mạnh mà khiến cho nó quay trở lại à, các cái vùng giá hỗ trợ như là cái vùng 1915 hoặc sâu hơn là cái vùng 1900 nhé rồi, nếu mà tạo ra cấu trúc đảo chiều thì đương nhiên lúc đấy chúng ta lại có các cái chiến thuật tiếp theo đúng không? Ví dụ như là có một cái tuần đảo chiều, tạo ra nến đảo chiều thì lúc ấy thị trường có thể là tiếp tục là xả hàng và bán ra Hoặc thậm chí là bán khống thì nó sẽ rơi vào nhịp điều chỉnh mạnh hơn à, Nhưng đó chính là những cái cơ hội cho những nhà đầu tư mới hoặc là chưa có vào tiền đối với thị trường đặc biệt đối với vàng nhớ? Bởi vì cái nhu cầu về vàng cũng như là cái việc mà đầu tư về tài sản trú ẩn trong những cái năm 2023 này là khả năng đối với vàng nó cũng sẽ là rất là mạnh mẽ đó, ngược hẳn đối với đại so với cái năm 2022 nhé. Rồi sang các cái biểu đồ khác Ví dụ như bây giờ mình quan tâm đến cái điểm nóng của thị trường Mà mình đã phân tích cho mọi người trong các cái video tuần trước Cũng như là gây, ngay sau cái giai đoạn đầu năm mới Đó là đối với Coi BTC Rồi BTC là những cái điểm rất là nóng mà thị trường đang quan tâm Đặc biệt là với các quý vị anh chị là những cái người đầu tư Hầu đối với lại cái sản phẩm Coi này và rất nhiều các con coi khác nữa trong cuối giai đoạn năm 2021 cho đến hết năm 2022 coi gần như ngủ đông và nó giảm rất là sâu đúng không ạ tức là những những cái anh chị mà đầu tư về coi gần như là cũng không có cái cơ hội nào đối với coi cả khi mà chúng ta là những người hôm mua và thậm chí là ôm mua rất là giá rất là cao á thì năm 2023 ngay những cái video mà cuối năm cho đến là những cái đầu năm mới mình đã nhận định cho mọi người là nó sẽ có một cái nhịp sóng tăng cho nên là ít nhất thì cái nhịp sóng này có thể là trung hạn hoặc là vài tuần và nó yên tâm là nó đang tăng tiếp và cái mục tiêu mà mình hướng tới tiếp tục vượt qua được các cái vùng ngưỡng giá như là 18, 21 rồi các cái vùng như là 25k là cái vùng mục tiêu tiếp theo 25k nhé là cái vùng mục tiêu tiếp theo nó sẽ chinh phục từng cái con sóng mức con sóng một tuy nhiên thì đây là một cái sóng đẩy gần nhất nhá yeah, sóng đẩy đầu tiên sau cái năm 2022 cho nên là có thể nó sẽ có lực mua khá là mạnh và khá là bền của thị trường cho nên các bạn đừng có vội chúng ta lướt sóng thì nó sẽ thua thiệt cho chúng ta thôi yeah, chúng ta nếu như có những cái gì điều chỉnh thì chúng ta còn mua lên nhé yeah. còn đối với những anh chị mà thực là đánh scrapping ấy đoạn 7 ấy thì đương nhiên là vẫn có những cơ hội nhưng à, rủi ro nó sẽ cao hơn so với cái việc mà chúng ta trong cái nhịp sóng đẩy này khi chúng ta nhận ra nó là cái nhịp nhịp sóng đẩy thì chúng ta nên ưu tiên mua nhé yeah. Rồi đấy là với BTC USD. À, còn lại các cái ăn coi khác thì nó cũng sẽ tăng trưởng theo cái biểu đồ Bitcoin này nhé. Cho nên là chúng ta lưu ý để chúng ta giao dịch. Đặc biệt là mình có tư vấn cho mọi người với ADA hoặc là với NIA chẳng hạn thì nó cũng đã có những bước tăng trưởng khá là tốt rồi. À, sang tuần sau thì đương nhiên là cứ có nhịp điều chỉnh giảm mà các bạn mà có rơi vào trong kênh ấy thì sẽ có thể tương tác với AD để nhận được các cái chiến lược nó tốt hơn đặc biệt với coi bởi vì mình tư vấn cho những nhà đầu tư thực sự. Ngoài ra thì với các sản phẩm về dầu đây và rất nhiều người quý vị anh chị đã gửi uh, lời cảm ơn khi mà chat cho mọi người cái định hướng và gom mua đánh chung với dài hạn đối với dầu từ các biên độ như là vùng 70 72 đô la Mỹ một thùng và nó tăng trưởng khá là tốt đạt mục tiêu gần nhất như là 82 đô la Mỹ một thùng. Tức là gì ạ? Ví dụ như mọi người mà mua một lót dầu á tương đương với 1000 thùng nữa mỗi thùng chúng ta lãi 10 đô thôi. Mua được một lót, hai lót, 10 lót thôi là chúng ta có khá là nhiều cái lợi nhuận ở đây rồi. À, sang tuần sau thì cái mục tiêu tiếp theo mà mình kỳ vọng cho đến hết tháng 1 hoặc là đầu hai tuần đầu tiên của tháng 2 có thể các cái vùng mục tiêu nó chinh phục như là 86 hoặc là 92 đô la Mỹ một thùng nhé thì tại đấy là những cái vùng mà mình sẽ kỳ vọng là nó sẽ tăng trưởng tiếp trong các cái trung tuần tới Đấy là cái vùng mục tiêu đối với dầu à, chúng ta sẽ chờ những cái nhịp điều chỉnh và tiếp tục chỉ là gom mua thôi mọi người nhớ cái từ gom nhá gom mua tức là chia vốn và chúng ta bắt đầu giải vốn để chúng ta mua và giữ à, đạt target thì chúng ta có thể chốt đấy là sự đầu tư còn không phải là chúng ta đánh day trading hay là đánh scalping hàng ngày nhé còn scalping thì các bạn có thể căn cứ vào các vùng hỗ trợ kháng cự trong ngắn hạn hoặc là các cái khung giờ h1 h4 có tín hiệu chốt lời hoặc điều chỉnh thì à, hoặc đảo chiều thì chúng ta có thể tham gia ngoài dầu ra thì các cái sản phẩm về ngoại tệ như là gbp hoặc euro usd cũng chẳng hạn tuần trước thì mình nhận định cho mọi người một cái vùng đỉnh giá ở đây và nó có thể là một cái nhịp điều chỉnh giảm đúng không ạ và chính xác là cái vùng giá này thì có giảm một nhịp khá là đẹp À, sang tuần sau nhá, mục tiêu thì trên khung lớn nó vẫn là tăng nhưng có thể nó đạt cái đỉnh này rồi nó vẫn còn những cái phản ứng uh, gọi là trong ngắn hạn tức là những cái phản ứng điều chỉnh ấy. Thì đấy là những cái nhịp mà các bạn sẽ quan sát tại cái vùng đỉnh giá như là 24.4 ở đây nhá, 24.4 để chúng ta có thể xem xét nếu như có tín hiệu đảo chiều chúng ta bán xuống. Còn những cái vùng mua gần nhất như là cái vùng 232 chẳng hạn nhá, nếu chạm vùng này mà có tín hiệu đảo chiều các bạn mua lên. Các bạn mua lên, tức là mua theo xu hướng chính ấy. Nó đang dao động theo một cái mô hình dĩ giá ở đây. À, ngoài ra thì với cặp EURUSD cũng thế các cái vùng phản ứng cũng như là cái vùng mục tiêu nó tăng trưởng là khá là đi khá là ổn rồi sang tuần sau thì một cái kênh hướng mọi người nhìn thấy cái mình vẽ kênh như mọi người không ạ nó hướng mở ra như này thì chúng ta sẽ giao dịch ở các cái vùng cận biên này tuy nhiên thì nó có tín hiệu đảo chiều như này chúng ta hãy đánh nhé khi mà nó xoay quay đây là những cái mấu chốt mà chúng ta có thể giúp cái chiến lược của chúng ta thành công nó khá là lớn cho là thành công khá là cao á tỷ suất thắng lợi á ở những cái cặp tiền khác ví dụ như AUD rồi là New Zealand chẳng hạn Những cái cặp tiền này thì nó đang có cái nhịp hồi phục Đối với AUD thì chưa hồi phục tới cái vùng mà mình đã phân tích cho mọi người vào tuần trước Cho nên chúng ta vẫn sẽ là cái vùng mục tiêu chúng ta quan sát xem Nếu có tín hiệu giảm ở đây thì chúng ta có thể đánh cho một cái nhịp Có thể là loss scrapping trong ngày được Đấy là với AUD nhé Đặc biệt trong tuần sau thì có lãi suất của đồng Canada đi Chúng ta sẽ sang cái đồng tiền này Canada và đồng Yên Thì chúng ta sẽ quan tâm đến đồng yên nhật thì nó đã ra rồi đúng không ạ và cái vùng tạo đáy cũng như là lập đáy thì nó đang thành công Cứ là cái vùng mà mình nhận định cho mọi người đặc biệt là sau cái cây đến đô duy chuyển chuồn này, này nó đang tăng tiếp thì sang tuần sau đây vẫn chính là cái vùng giá mà mọi người có thể gì còn mua lại nhé có thể còn mua lại một nhịp đối với lại usd gpi ngoài cái cặp tiền này ra thì cặp uk là cặp tiền mà sang tuần sau nó có có cái tin liên quan đến lãi suất đấy usd mình sẽ bật cái biểu đồ này ra nha CAD đấy đối với cặp tiền này thì sang tuần sau chúng ta có cái lãi suất của đồng canada dự báo là lãi suất tăng rồi nhưng nếu lãi suất tăng mà đồng usd nó cũng giảm suy yếu ấy, thì khả năng rất cao là cặp tiền này nó sẽ phá đáy hỗ trợ và nó giảm tiếp tức là những cái vùng target của tuần trước mà mình phân tích cho mọi người thì nó đã đạt yêu cầu rồi đúng không ạ đây này À, sau khi nó vào cái vùng hỗ trợ ở đây thì nó đã có cái nhịp tăng và đặc biệt là các cái vùng đỉnh này nó đã đạt và tiếp theo là cái vùng 35 nó đạt rồi Nhưng sang tuần sau thì cái vùng hỗ trợ đáy này mọi người sẽ lưu tâm cho mình nhé Nếu như mà có cái tín hiệu bật và đảo chiều trở lại thì các bạn có thể gom mua một nhịp Còn đương nhiên vẫn là dạ chờ các cái tin tức liên quan đến lãi suất để chúng ta giao dịch cho nó hiệu quả nhé ưu tiên thì breakout hoặc là phá đáy chúng ta bán xuống Đấy là cái, cái liên quan đến đồng Canada vào tuần sau OK, à, ngày hôm nay thì là cái video cuối tuần à, mình xin tạm dừng và kết thúc ở đây. kính chúc tất cả quý vị và các bạn sang năm mới 2023 năm quý mão một năm mối dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý. À, chúng ta sẽ có những cái buổi giao lưu cũng như là chia sẻ với nhau nhiều hơn nữa. Đặc biệt là Richard sẽ cố gắng làm những cái series về video chia sẻ về phân tích kỹ thuật nhiều hơn nữa cho mọi người. Hy vọng rằng là chúng ta xem video thấy hay thì các bạn nhớ là. À, like cũng như là chia sẻ, comment để lại những lời comment và cũng như là à, đăng ký kênh và bật thông báo để chúng ta sẽ nhận được những cái video sau và mình sẽ quay trở lại à, các cái video sau sẽ có những cái, những cái chủ đề hay và hot hơn nữa. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.